Xin chào tất cả các bạn nhé. Đợt này về máy cũng nhiều, bán thì cũng tương đối là khá là nhiều ấy, cho nên là mình cũng phải dành thời gian test máy kỹ hơn, ít làm video nhiều hơn, thì mong mọi người thông cảm nhé. Đây này, hiện em đang có một cây 6S bản 16 GB, máy vỏ thay nhé các bạn nhé. Máy này vỏ thay, vỏ xấu đây, mình lấy cái vỏ cũ cho con. Đây, thật ra cái con máy này ấy, thì nó cũng không cấn móp, đây này, nó chỉ gọi là bị chóc sơn nhưng mà nhìn rất là xấu. Thì tội gì mà không thay vỏ và bán cho nó dễ hơn. Thứ nhất mình thay vỏ ấy, ở đây là mình làm là cái vỏ zin mà khi mình lấy về nó có nguyên cụm như thế này luôn này, mình không phải lao động gì nhiều, tất cả dãy anten sóng xiếc thì nó ổn định và nó nghiêm chỉnh hết, là cái vỏ zin tháo máy luôn nhé. Đấy, cho nên là mọi người yên tâm, không cần phải tháo thay như thế này, ốc đôi khi mình vặn vặn vào không chặt ấy, có thể là gây sóng yếu hay là nó rung rơ đó, kể cả pin nhé, pin thì cũng là pin thay mới luôn, cho nên là mọi người yên tâm. Tại vì máy nó như thế này thì các bạn phải biết là pin nó xuống cấp cỡ nào rồi đúng không? Đấy, thì cho nên ấy, là pin thay là chuyện đương nhiên. Đó, còn khay sim này em vẫn phải gắn lại nhé. Khay sim vẫn là khay sim zin của nó. Đây, mọi người nhìn vỏ thay zin với lại vỏ zin này. Đó. Đây có đúng một con này, hôm qua em thu của khách lẻ này, khách đổi lấy con Note 8 hôm qua, chiều hôm qua nhé. Đó, thì sáng giờ loay hoay thì cũng ráp xong cái máy này, nhìn đẹp cũng như mới luôn, chẳng khác gì máy zin luôn nhé. Đây dòng hiện tại mình đang còn 30 cây 6S 32 GB này, còn 3 màu luôn, trắng, xám và hồng nhé. Máy tình trạng như thế này thôi, bản 32 GB nhé các bạn nhé. Xám này, à con trắng này nhìn nó xấu hơn này, chóc chỗ chui sạc nhiều hơn này, nhưng mà nó không ảnh hưởng gì đâu, vỏ rất là đẹp nhá, trên này nó cũng bị chấm chấm tí này, cũng rất là đẹp, cho nên là không phải thay. Đấy, con trà xám này thì cực đẹp rồi, và con hồng này cũng thế, hồng này chỗ táo này có bị vết xước nhỏ. Đấy, tóm lại là rất là đẹp nhé. Thì 6S 32 GB mình bán giá là trên 3 triệu một tí thôi, chưa đến 3 triệu rưỡi luôn đó. Có con nào pin 100 ấy thì giá 3 triệu rưỡi nhé, còn pin mà 90 hay là 8 mấy thì mình bán dưới 3 triệu một chút thôi. Đấy, nói để cho các bạn hiểu, tại vì nếu mà máy kiếm máy zin mà rẻ khó lắm. Đây là những cái cây máy 16 GB này này, cái này em bán là 2,5 triệu này, vỏ là cũng thay là cái vỏ zin nhá, chứ không phải vỏ vớ vẩn đâu, vỏ nguyên cụm luôn đấy. Đấy em cũng cho mọi người coi ấy, là nguyên cụm này luôn, là thay nguyên cụm luôn, em không phải lao động một cái gì thêm cho mệt hết, tại vì bóc từ một cái máy khác nó bị iCloud á. Rồi rồi, đợi em xíu, từ cái máy khác iCloud ấy, bây giờ mình chỉ ộp qua phát gắn vặn ốc vào là xong, chứ không cần phải sóng xiếc, mình không phải phải vặn lại hay là mình chỉnh sửa thêm một bất cứ một cái gì nữa nhá, nên là nó rất là yên tâm về sóng, vân tay vân tiết đầy đủ hết nhá. Kết nối sợ bị hack wifi mất. Đó, con máy này mình bán 2,5 triệu này. Và còn rất là nhiều máy nhé, 6S Plus này. Còn đúng hai cây này thôi. Cây Gold và một cây hồng này. Máy thì tình trạng như thế này. Đúng đẹp luôn chứ không phải là nó đẹp thường nữa. Anh dán cường lực máy gì à? iPhone hả?
Rồi rồi, đợi em xíu nha. Anh ngồi ghế đợi xíu anh. Máy hàng chất thì chỉ có giá 5 triệu rưỡi đây nhá. Xoay lớp 64 GB. Máy này bỏ hộp bắn mới được luôn. Rất là mới luôn. Samsung J7 37 này. Máy này rất là chuộng này. Mình còn 2 cây. Cây nào cũng dán cường lực rồi nhá. Máy đẹp suýt mới luôn. Có cây này nó bị chảy xíu đoạn này này. Cây này đẹp hoàn tiền toàn diện luôn. Mình bán giảm giá hai cây này còn 2.350.000 nhé, 2.350.000 giảm giá luôn để lấy thêm những cái dòng đời cao về. Lúc lấy dòng đời cao thì mọi người lại hay hỏi dòng đời thấp, mà lúc lấy dòng đời thấp thì mọi người lại cứ hỏi đời cao, tại vì đời cao trước lấy về cũng rất là nhiều mà bán hết sạch kìa. Đến giờ nhiều người hỏi dòng đời cao thì lại chỉ còn dòng đời thấp, nó kỳ cục vậy. Còn A520 em còn đúng một cây này này, cây này em bán là 2.550.000 nhá. Máy bị chấm này, mấy cây đẹp phải bán hết rồi, tại vì thường khách người ta đã xác định mua là thêm 100-200 ngàn người ta không quan trọng, người ta chọn cái máy xuất sắc. Những khách hàng của em mua rồi thì vui lòng bình luận xuống bên dưới, mua cái dòng A520 này chất lượng và thực tế nhất thì mọi người cứ bình luận cho em một cái video bên dưới nhé, bình luận một cái ở dưới video nhé. Đó, với lại J7 Dream màu cà phê này cũng rất là chuộng, đến bữa nay thì cũng ít người biết tới. Cái ngày đó là ai cũng hỏi cái dòng Samsung J7 Dream là bản màu cà phê nhé, đẹp cực kỳ luôn. 2.350.000, RAM 3, bộ nhớ 32 GB, máy đẹp cỡ 99. Em chưa vệ sinh đi, cỡ 98 phải. Rất là đẹp. Và bản 16 GB này, giá em bán là 2.200.000 nhé, có thể thương lượng. Của máy này thì coi như bán xả lỗ, em bán 2.1 triệu đi. Rất là đẹp nhá. Pin tốt lắm. J710. Đó, thì em sẽ làm video ngắn gọn ở đây nhá. Còn thẻ thì tí nữa em sẽ làm bên kênh VTV3 điện thoại giá rẻ nhá. Rồi, thân chào mọi người ạ.